Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay là ngày 12 tháng Chạp. À, thì hôm nay là cái năm nay là cái năm Thiếu, 29 mùng 1. À, nên hôm nay là ngày 12 tháng Chạp là tương ứng với lại ngày 13 rồi anh em, 13 của những cái năm mình đủ rồi anh em. À, nên em chú ý ha. À, thì hôm nay em đã tiến hành hái lá một số cây. À, ví dụ như mây cúc là em sẽ hái lá. À, còn đây là cái cây mai tàn, nhưng mà cái cây này là cơ quan nên em phải hái trước, cái canh cho nó nở trước khoảng 2 ngày, tại vì cơ quan mà. Mấy ngày Tết rồi đâu còn ai đó đâu, người ta chơi trước ha. Canh ở trước 2 ngày. Còn đây là những cái cây mai tàn bình thường, đây nụ nó ok rồi ha. Nó chuẩn bị bung luôn rồi nè, nhìn nó đùng 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 ra luôn nè, anh em thấy không? Cái đầu nó trắng lên đó. Thì những cái mai đó thì nó nở rất là ổn đó. Thì thường những cái mai như vậy nè thì anh em cứ 14, 15 anh em hái ha. Thì theo dự định của em á, thì 10, trong cái ngày 15 là anh em phải phải xuống lá hết rồi anh em. 15 á ha, 15 tháng Chạp á là phải xuống lá hết rồi. Thì theo dự định của em á là 14 là bắt đầu tập trung, mà tập trung hái. À, dường như là xuống hết toàn bộ những cái cây mai. À, cả cả là cây mai ghép, kể cả là cây mai tàn vậy luôn. Đó, 14 là anh em xuống xuống nhiều. Đó, xuống nhiều. Còn hôm nay á, hôm nay là ngày 12 ha. À, 12. À, đây là cái mai chưa cơ quan mình không tính đi ha. À, còn nhiều đối với những anh em mà có mấy cây mai cúc á, những cây mai cúc thì hôm nay em sẽ xuống lá á, những cây mai cúc luôn. Đó. Còn anh em muốn nhanh nở thì anh em sẽ tưới. Sau khi anh em hái lá anh em phải điều chỉnh ha. Quan sát có nó bung vỏ cháu thế nào, khoảng chừng 3 ngày 4 ngày anh em có thấy nó chuyển mình là ok. Còn 3 4 ngày mà anh em thấy chưa chuyển mình anh em xử lý ngay. Anh em canh cái nước trong cái lòng chậu này nè, đừng có tưới nhiều quá mà đừng để nó khô ha. Anh em phải canh nước lại, đừng có tưới nhiều lưu giống lúc nó còn lá. Lúc nó còn lá thì anh em phải tưới cho đủ để nó nuôi, nó giữ cái lá trên cây. Còn khi hái lá rồi thì anh em sẽ canh nước lại đó. Ráo 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 ẩm 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 là được rồi. Còn trên cành này nè, nếu mà nó chậm nở thì anh em sẽ tưới, dùng vòi nước anh em tưới trên cành này nè, lúc trời đang nắng. Hàng ngày tưới 2 3 lần anh em. Tưới liên tục ngày 2 3 lần, chủ yếu trên cành nhánh thôi, đừng có tưới vô gốc nhiều ha, nó sẽ nhanh nở. Và ngược lại, nếu mà cây mai nó đã ổn rồi á, thì anh em đừng có tưới nữa, đừng có tưới trên cành nữa, mà anh em chỉ tưới nhẹ dưới gốc thôi. Khi nó khô á thì anh em mới tưới. Nó đã ngậm 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 rồi nên em không cần phải tưới nữa. Nếu mà khô anh em xuống xương, tưới xương xương lại trong cái mặt chậu á cho nó ẩm trở lại vậy thôi. Còn những cây mai cúc á, mai cúc thì hái lá luôn nha anh em. Non già thì anh em cứ hái hết đi, tại vì mai cúc nó chúng ta phải cho nó nở trước đi. Và cái cây mai dòng mai cúc thì nó nở sẽ lì dễ dai hơn. Và nó có thể nó nở chậm hơn những dòng mai dảo. Thì cái mai nhiều cánh mà anh em cứ mai nhiều cánh để anh em hái trước. Như cái này là cây mai cúc nè, cây mai cúc bốn lông. Cái cây này thì cái dòng mà non mùa mới anh em. Những cây này mới mới ghép nè, cây em mới ghép được 7 tháng, 7 tháng ha. Mà nụ cũng ok nha anh em. Nụ rất là đạt. Mặc dù nó không có bằng cây già mùa thôi, nhưng mà chơi vẫn ok nha anh em, và vẫn ok. Lấy ra chơi vẫn được, nhưng mà chúng ta đừng có để cho nó treo bông lâu quá trên cây thôi. Thì hôm nay em sẽ hái lá cây này luôn. Rồi, khi anh em hái lá thì anh em canh lại nước ha, quan trọng nhất là nước anh em. Luôn luôn em nhấn mạnh với anh em là nước, kể cả là việc chăm sóc hay là chăm sóc nụ mai, chăm sóc tàn lá, chăm sóc cành gì, em phải nhấn mạnh anh em là nước ha. Nước cứ có độ ẩm là được anh em. Còn muốn nó nở nhanh á thì anh em tưới cho nụ á, tưới cho nụ lúc trời đang nắng, anh em cứ phơi cây ngoài nắng nên em tưới cho nụ nó sẽ nhanh. Còn khi đến ổn rồi anh em đừng có tưới cho nụ nữa, đừng có tưới nữa ha. Và cố gắng xịt sâu, anh em xịt sâu định kỳ. Thì bây giờ không có bổ sung phân, không có tưới phân thiết gì nữa nha anh em. Có một số anh em hỏi em giờ có tưới phân nữa không? Không, bây giờ không có tưới phân nữa ha. Một số trường hợp anh em có thể tưới dưỡng rễ. Nhưng mà theo em nghĩ thì khi cái mai chúng ta nó nụ nó ổn rồi, anh em không rành á thì anh em không nên tưới. Đừng có tưới, anh em có để vậy anh em chơi đừng có tưới, đừng có tưới, đừng nghe người này bày người kia bày.
À, rồi nó rụng nụ, ta lúc nào tao không biết á, nó ra nụ xanh đấy nè, chuẩn bị nở hoa đó, rụng đó. Nó rụng mà thấy thương luôn, rụng mà nhiều khi nó rụng mà mình thương, mình thấy thương luôn đó, mình không biết làm sao để cho nó khắc phục, mà khi nó đã rụng là thua đó, nó đã mà sốc, nó dư đạm hay là nó dư cái gì đó là nó dễ bị rụng, nên khi mà hái lá là chúng ta không rành thì chúng ta đừng có tưới bậy bạ vô ha, cứ giữ ẩm cho chơi Tết được rồi, giữ ẩm để xịt thuốc sâu đó. Còn em muốn cho nó bền lâu tàn nữa thì em sẽ chống rụng cánh hoa vô. Đó. Còn một số cái giống ha, đây là giống mai cúc nè, thì em phải hái trước nè. Đó. Còn những dòng mai tàn, những dòng mai dảo, ví dụ mai dảo ghép á, ví dụ dảo Thủ Đức hay là một số dòng mai dảo, mà dòng dạng mai ghép á, thì ngày mai nha anh em, ngày mai là em hái sạch, hái sạch luôn. Còn ngày mai là 13 anh em, 13 tháng chạp là ngày mai em hái sạch. À. Còn đối với những cây mai tàn như kiểu này đây, thì 14 nha anh em, 14 em sẽ hái sạch hết thằng mấy thằng này luôn, hái hết, xuống lá hết luôn. 14 là tương ứng với 10, ngày 15 của hàng năm rồi anh em. Thì bây giờ anh em thấy ha, nụ nè, nó lú 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 rồi, muốn nổ rồi. Đó. Giờ này sẽ hái lá là nở ngay, nở nhanh lắm đó, thà anh em cho nó nở trước nha, đừng để mà cho nó nở trước đi, không sao đâu, là nụ nhiều mà đó. Cho nó nở trước 2 ngày vẫn ok nha anh em đó. Ngày Tết nó rộ bông đó, nhìn nó đẹp chứ anh em mà canh nó sát quá nhiều khi tới cái ngày Tết mà nó có ít bông, nó leo que một vài bông nhìn nó cũng chán, hoặc nó chưa kịp nở bông á, thì cũng mất mất may mắn ha, để cho nó nở trước cái này. Thì đây đó, như mấy cây này mà như những cây này ha, là dòng mai tàn đó, mai tàn mà đó. Thì ngày 14 em sẽ hái hết ha, hái hết vàng này luôn. Bây giờ anh em thấy không, lá nó vàng ha, lá nó vàng nè, nó chín giống một sợi chín vậy nè, vàng quá trời nè, vàng như một sợi chín nè, nụ nè, nụ nó cũng vàng luôn nha anh em, nãy nở đạt lắm, nó đã chín tới luôn rồi anh em, nụ nó chín tới luôn nè, anh em nhìn cái tàn lá anh em thấy nha, ha, nó sơ sát luôn, lá nó già, khi mà cái lá nó già anh em, nó trả nhựa, nó trả cái nhựa vào cái trong thân á, xong nó vàng xuống rụng đó, thì những cái cây này cái sức bông nó nở rất là đã nè, nó nở kinh khủng lắm anh em để ý anh em thấy ha, đây nè, những cái lá già này nè, nó vàng này nè đó, nó trả nhựa vô thân rồi đó anh em, nụ nó đơ lên mà nó không nở ha, chỉ khi nào mình nó lấy hết lá nó mới nở thôi đó. Thì những cây mai này cùng một dạng nữa, cùng một dạng hết anh em nha, cỡ nụ này cũng một dạng hết, thì cái này thì cứ 14 là em xuống hết lá luôn, chủ nhật này chúng ta là ngày mốt cái này, chủ nhật thì hôm nay là 12, 14 là ngày mốt. Còn cuối cùng vẫn là cây mai cúc thọ hương ha. Đó, đây là cây mai ghép này, cây mai này ngày mai em sẽ xài xuống hết. Đó, này mai dạo Thủ Đức mai ghép. Đó, nụ nó cũng vàng ươm luôn anh em, vàng ươm luôn. Đó. Ngày mai em sẽ xuống lá hết luôn. À, còn cái giống mai cúc thọ hương á, là em hái cuối cùng tức là ngày 16 tháng chạp em mới hái, 16 tháng chạp của năm này nha anh em, 16 tháng chạp của năm này là tương ứng với lại 17 tháng chạp của hạng một của mỗi năm anh em. Rồi em mới xuống cây mai cúc thọ hương ha, rồi mai cúc thọ hương nó nở nhanh lắm, nụ nó đã tròn nó no rồi, nó giờ nở nhanh lắm, nên hái lá trẻ trẻ em tí này, nó vàng lá hơn, sơ sát rồi, sơ sát mà không nở ha, nó không nở đâu, lò mò tối lò mò, em mới hái lá mai xong luôn, tối quá hái không được nữa, bắt đầu trời chập tối này em hết thấy đường rồi. Những cái kiểu mai vậy ha,
là ngày 14 là xuống hết lá nha anh em, xuống hết lá. Đó, còn những cây mai này nè. Đó, cây mai ghép. Đây. Đó, ngày mai ha, cái này ngày mai 13 tháng chạp xuống luôn. Xuống lá luôn. Đó, nó ở trước này. 13 tháng chạp là tương ứng là ngày 14 ha. 13 tháng chạp của năm này là tương ứng 14 rồi. À, trước Tết 16 ngày ha, trước Tết 16 ngày. Nên chúng ta hái sụp những cây này. Đủ chờ sẵn ha, u nần chờ sẵn rồi đó. Chợt xuống lá nó nở thôi. Cái năm này cái không khí nó thuận anh em, không khí nó thuận. Rồi, đó thì trong cái clip hôm nay em sẽ chia sẻ quay đi quay và chia sẻ với những anh em chăm sóc cái mai đó, từ để anh em làm cái căn cứ để anh em quyết định hái cái lá mai cho hái lá cho cái cây mai của mình nha. Rồi anh em bấm vào cái nút chuông á, khi anh em xem tới hay bấm vào cái nút đăng ký và bấm vào cái nút chuông để cập nhật những video mới ha. Sau này em sẽ chia sẻ cập nhật liên tục luôn ha, về vấn đề mà chăm sóc theo dõi nụ mai cho đến Tết như thế nào đó, chúng ta phương biện pháp để chúng ta thúc nhanh nở rồi kìm hãm nó cho chậm nở trở lại, nếu mà trường hợp nở nhanh quá ha, và phục hồi cái mai sau Tết luôn. Xin chào, hẹn gặp lại.